Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Em thấy có hai cô đến nhà chị Hồng Loan đem theo giấy tờ để làm gì nè cô chú anh chị? Không biết là sắp theo giấy tờ gì đây. Đó. Cô kia bên trong á thì đang mua hàng. Không biết là hai cô vào có việc gì hay không, hay là mua hàng hay cô chú anh chị. Đó, đây là phía bên trong hả cô chú anh chị. Mấy cô mấy chị cứ vào bên trong mua hàng thoải mái đi, để em ở ngoài này em quay em sẵn trong chừng xe giùm luôn cho. Đó. Ở phía trong thì em thấy Khoa hay cả nhà, anh Khoa đang gói hàng cho khách hàng, cho khán giả tới ủng hộ cho chị Hồng Loan này cả nhà. Đây, cô đây mua một gói hàng cả nhà. Cái này giống yến quá ta, vuông vuông giống yến quá hả. Rồi, cảm ơn cô nha, cảm ơn chị nha, đã ủng hộ chị Hồng Loan. Rồi, cửa được khép lại cô chú anh chị, được khép kín hơn xíu rồi. Không biết hai chị gái mà cầm theo hồ sơ giấy tờ gì đó, không biết vào bên trong mua hàng hay làm gì nữa. Đợi chút xíu ra coi có cầm gói hàng hay không, hay là có việc gì hay không. Đây cô chú anh chị, chị gái đang có một giỏ đồ ăn vặt này cả nhà, mua ủng hộ chị Hồng Loan một giỏ to luôn cô chú anh chị ơi. Chị này thì cầm hồ sơ giấy tờ nè, không biết là đem hồ sơ theo là có làm cái gì hay không, và sẵn tiện mua hàng luôn, không biết. Em thấy cầm một xấp hồ sơ luôn quý cô chú anh chị. Chị Hồng Loan, em nghe thông tin là chị Hồng Loan đi ra ngoài đảo Nam Du, đi công việc nghe cô chú anh chị. Đi ra đó có công việc chứ không phải là đi chơi đâu cô chú anh chị. Cũng hy vọng là sẽ biết ở đây, sẽ em biết được thông tin, mình sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình cập nhật những thông tin mới nhất. Hôm nay thì có lẽ là chị Hồng Loan sẽ về. Hôm qua thì nghe nói là bị kẹt chuyến tàu. Đây có xe của người nhà tới vậy nè. Ghé chị Hồng Loan ủng hộ hay gì đây. Xe bằng số Đồng Nai. Ôi cô ghé nhà chị Hồng Loan cả nhà. Ôi cầm tiền rất là nhiều, chuẩn bị vô mua ủng hộ nè. Mấy chú này ở Đồng Nai á. Quá đông luôn, đi xe 7 chỗ luôn. Kính chào mua đồ ăn vặt hả chú? Mua đồ ăn vặt cũng Hồng Loan hả? Mùa yến hả chú? Quá quỷ luôn. Mình từ Đồng Nai mình xuống đây hả chú? Dạ. Bên đây có việc hả chú? Đi lên thăm bà con. Dạ. Chú Đồng Nai chú ở Bé Xu vậy.
bé xu về của chú anh chị đi học về. Chú này hay đưa rước bé xu rồi của chú anh chị. Tiếp tục là anh Halamu. Halamu hay là Ahamu gì đó. Ahamu. Ảnh tới lấy hàng ra nha. Anh giao hàng nhanh hả? Trời ơi, anh đang kiếm nhậu à. Đây, anh Khoa đang ra giao hàng cho anh giao hàng nhanh này cả nhà. Giao hàng nhận tiền. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ra khỏi shop nha anh giao hàng. Đó, anh có một cặp mắt kính rất là đẹp nha. Cái app ứng dụng này là Ahamu. Đúng mà, app ứng dụng Ahamu mà. Chính xác không? Nói cô chú anh chị đây cũng từ Đồng Nai nè, đi vào để mua ủng hộ cho chị Hồng Loan. Ở trên xe thì có ngoại nữa nè, cả nhà ngoại ngồi trên xe. À, đi mua, nghe nói là đi vào để mua yến ủng hộ chị Hồng Loan. Dạ, đây là tiếp tục là khán giả cả nhà, khách hàng của chị Hồng Loan tới mua nữa nè. À, đi xe chắc có lẽ là đi mua cái gì đó, đi chợ hay là gì đó, ghé ngang ủng hộ luôn đó. Vô đi cô, xe để đó con coi giùm cho. À, em gái đứng ngoài cả nhà. Nói chứ ở ngoài đây ghi hình của chú anh chị, đứng đối diện nhà chị Hồng Loan ghi hình thì mấy cô chú vô mua hàng thì mình phải dòm ngó ủng hộ ông dùm mấy cô chú luôn. Chứ nhiều khi chiếc xe nó mắc rồi khó mà gọi là cái chân đi lại của chú anh chị, nó khó khăn lắm, đi lại nó khó khăn nữa. Nên cũng nhìn ngó dùm mấy cô chú một xíu. À, cô mua rất là nhanh cô chú anh chị. Có lẽ là trong đầu đã tính toán sẵn rồi là mua cái gì, giờ vô là nói là mua là gọi là xong nhanh. Chốt đơn rất là nhanh, nhanh gọn lẹ cô chú anh chị. Cảm ơn cô nha, cảm ơn em gái. Chúc cô ăn ngon miệng. Vừa ăn mà thấy ngon thì ghé lại ủng hộ tiếp tục cho chị Hồng Loan nữa nha. Và nhớ đừng quên coi kênh Tại 66 Vlog nha cô. Đó. Dạ con chào cô. Cô mua yến hả cô? Mua yến này mình đi biếu người thân hay là mua cho gia đình? Mua gia đình. Từ Đồng Nai luôn, quá trời nha. Con chào ngoại. Chào ngoại nha. Dạ. Chào cô, chào anh. Dạ, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Về ăn ngon ủng hộ chị Hồng Loan tiếp nha. Rồi quá quý luôn cả nhà ơi. Đi xe 7 chỗ từ Đồng Nai xuống mua bao nhiêu là đồ ăn vặt, trong đó có nước yến nữa, để mua cho gia đình thôi. Mua mấy bịch đồ ăn vặt xanh xanh đỏ đỏ cả nhà. Đó. Lại coi mình coi có chừng nó rớt ra nha. Rớt ra lụm chạy theo trả chứ. Đó, cô chú anh chị thì có lẽ là thôi thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn với cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn gia đình của cô chú ở Đồng Nai. Chúc cô, gia đình của chú nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là thân tâm thường an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.